Kỳ thứ 5 ngày 1 tháng 2 năm 2024 của 12 con giáp tức ngày 22 tháng 12 năm 2023 âm lịch ngày Ất Mùi, tháng Ất Sửu, năm Quý Mão. Hé lộ về công danh, tình duyên, tiền bạc. Sức khỏe ngày hôm nay của bạn chính xác nhất để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập youtube tử vi mỗi ngày.vn 1 Tuổi Tý ngày 1 tháng 2 năm 2024 cục diện tam hợp dự báo tuổi Tý nhận được sự tin tưởng của cả tập thể, công việc khởi sắc khá rõ. Đường thăng tiến của bản mệnh rộng mở. Hứa hẹn những cơ hội tốt hơn sẽ đến trong thời gian tới, do đó bạn nên có sự chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận mọi thứ, không bỏ lỡ bất cứ thời cơ nào. Không chỉ người làm công ăn lương. Đối với những người làm ăn, kinh doanh, việc buôn bán của bạn cũng đang trên đà thuận lợi. Hàng hóa lưu thông ổn định, nguồn thu đều đạn. Tuy nhiên, con giáp này vẫn cần phải cảnh giác những kẻ tiếp cận cố tình hãm hại hay tranh đoạt lợi ích với mình. Hôm nay còn là ngày kim sinh thủy, đường tình duyên của tí có đào hoa chiếu mệnh con giáp này có nhiều cơ hội để gặp gỡ và giao lưu với các đối tượng khác giới, chỉ cần mở lòng hơn thì sẽ không quá khó để tìm được người phù hợp với mình. Giờ tốt, 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, xanh dương, đen, quý nhân phù trợ, thìn, thân, sửu. 2. Tuổi Sửu ngày 1 tháng 2 năm 2024 thương quan tác động, tuổi Sửu được nhắc nhở nên tránh những cuộc tranh luận, cãi vã trong ngày hôm nay, nhất là với cấp trên và đồng nghiệp xung quanh mình. Dù muốn bảo vệ ý kiến của mình tới đâu, bạn cũng nên chú ý hoàn cảnh và vị trí của mình, đừng tự nâng cao giá trị của bản thân. Thời điểm này, nếu bạn cứ để cái tôi cá nhân điều khiển lý trí, bạn có thể sẽ trở thành bia ngắm của kẻ tiểu nhân hoặc những kẻ ném đá giấu tay có ý đồ phá rối công việc. Trong mọi vấn đề, không nên quá mức nóng nảy, sốt ruột. Chú ý kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn để tự bảo vệ bản thân. Ngày thổ sinh xuất cho kim khiến vận trình tình duyên không được suôn sẻ cho lắm. Các cặp đôi thường xuyên mâu thuẫn vì những ý kiến không thống nhất, trong khi đó những người độc thân quá nâng cao quan điểm cá nhân nên khó tìm được người phù hợp. Giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cắt tường, cà phê, vàng. Quý nhân phù trợ tỵ, dậu tí. 3 Tuổi dần ngày 1 tháng 2 năm 2024 ngày dần thân tương xung, con giáp tuổi dần có thể tự gây rắc rối cho bản thân vì sự nóng nảy của mình. Bạn khó kiểm soát cảm xúc, nói ra những lời thiếu suy nghĩ, tự làm xấu đi hình ảnh và uy tín của mình. Tính cách cực đoan cũng chính là nguyên nhân khiến con giáp này dễ phạm tiểu nhân. Vào ngày hôm nay, những quyết định đưa ra có phần vội vàng cũng có thể khiến bạn thua thiệt nhất là ở phương diện tài chính. Bạn bỏ lỡ cơ hội thu lợi nhuận để đối thủ cạnh tranh vượt qua. Có thể bạn vẫn nghĩ rằng thua keo này bày keo khác nhưng cũng sẽ tốn rất nhiều công sức và tiền của để vực dậy. Mộc kim sung khắc mối quan hệ của tuổi dần với nửa kia không suôn sẻ cho lắm. Sức chịu đựng của con giáp này liên tục được thử thách và sắp đến giới hạn cuối cùng khi người ấy cứ mãi hành xử vô lý. Nhưng về phía mình, dường như bạn cũng không nhận ra rằng bản thân đang có phần hơn thua với người yêu đấy. Giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cắt tường, xanh lá, xanh lam. Quý nhân phù trợ, ngọ, hợi toát. 4 tuổi Mão ngày 1 tháng 2 năm 2020 tư người tuổi Mão được chính ấn phù trợ nên công danh sự nghiệp vô cùng thuận lợi. Bản mệnh gần như chẳng gặp bất cứ rắc rối nào. Cho dù là người theo nghiệp kinh doanh hay người làm công ăn lương, con giáp này thậm chí tìm được cơ hội để khẳng định bản thân, gây ấn tượng tốt với ban lãnh đạo. Tài lộc ở thời điểm này cũng không có gì phải lo lắng. Các khoản thu nhập tay trái tay phải vẫn rất đều đặn, tuổi mão lại có khả năng cân đối thu chi nên đảm bảo cuộc sống không thiếu thốn. Vợ chồng cũng không mấy khi mâu thuẫn về vấn đề cơm áo gạo tiền. Bói tử vi online tuy nhiên, các cặp đôi lại có điểm mâu thuẫn trong ngày ngũ hành xung khác. Cả hai đều thiếu bình tĩnh khi tranh luận nên dẫn đến tranh cãi gay gắt hơn, mối quan hệ ngày càng căng thẳng. Với người độc thân. Bản mệnh không nên quá sốt ruột mà vội vã đến với một người nào đó khi chưa suy nghĩ kỹ. Giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cắt tường, đen, trắng. Quý nhân phù trợ, hợi, mùi, tuất. Nam, Tuổi thìn ngày 1 tháng 2 năm 2024 tam hợp cục xuất hiện trong tử vi ngày mới của người tuổi thìn báo hiệu sự nghiệp hanh thông, bản mệnh làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ đủ đường. Tuy nhiên con giáp này chớ vội hài lòng, vội ngủ quên trên chiến thắng mà quên đi mục tiêu phấn đấu không ngừng. Tất cả mới chỉ là bắt đầu, mọi trải nghiệm đều mang lại bài học vô cùng ý nghĩa. Phương diện tình cảm của tuổi thìn cũng cực kỳ tươi sáng. Con giáp này nếu còn độc thân thì đang có cơ hội rất lớn có thể tìm thấy được nửa kia của mình. Với các cặp đôi, tình yêu của hai bạn cũng thăng hoa rực rỡ, có thể sẽ tạo bàn đạp cho đôi bên tính tới chuyện tương lai bên nhau lâu dài. Cát khí vượng đem tài lộc đến rất gần với bản mệnh. Bạn được trao cho nhiều cơ hội kiếm tiền khá thuận lợi. Chỉ cần người tuổi thìn nhanh nhạy chút thôi là tiền bạc sẽ ùn ùn đổ về túi, chẳng gặp phải quá nhiều trở ngại. Xong có nhiều tiền thì con giáp này cũng đừng chỉ nghĩ đến tiêu xài hoang phí nhé. Giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cắt tường, vàng, nâu. Quý nhân phù trợ, dậu tí, thân. 6. Tuổi tỵ ngày 1 tháng 2 năm 2024 ngày lục hợp sẽ giúp người tuổi tỵ nhanh chóng gặt hái thành tích khả quan từ những nỗ lực mà mình đã bỏ ra từ trước đó cơ hội thăng tiến của bản mệnh cũng mở ra từ đây nhất là khi bạn đã xuất sắc chứng minh cho mọi người thấy năng lực của mình trong công việc và tiềm năng phát triển trong tương lai những lời tán thưởng từ tập thể cũng là động lực để người tuổi tỵ tiến xa hơn trên vận trình công danh sự nghiệp của mình lương thưởng thêm phần hậu hĩnh cải thiện đáng kể mức thu nhập hiện tại người làm kinh doanh buôn bán cũng tìm được lợi thế cạnh tranh trên thị trường Tuy nhiên, do hỏa kim xung khắc nên phương diện tình cảm của bản mệnh vẫn còn khá nhiều mối bận tâm. Chiến tranh lạnh vẫn chưa kết thúc dù con giáp này đã cảm thấy vô cùng mỏi mệt về tình trạng này. Nhưng cái tôi của hai bên quá lớn nên chẳng ai chịu nhượng bộ trước. Giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cắt tường, đỏ cam. Quý nhân phù trợ, sửu, dậu thân. ấy tuổi ngọ ngày 1 tháng 2 năm 2020 tư người tuổi ngọ bị hung thần kiếp tài cản trở nên phương diện tài lộc gặp không ít xui xẻo. Người làm ăn kinh doanh cần hạn chế đầu tư trong thời điểm này. Nếu không bản mệnh rất dễ rơi vào tình trạng hao tài tốn của mà lợi ích thu lại thì không được bao nhiêu. Hãy kiên nhẫn và chờ đợi một cơ hội thích hợp hơn. Với người làm công ăn lương ngày nay bạn nên giữ thái độ khiêm tốn dĩ hòa vi quý sẽ tốt hơn cho vận trình của mình con giáp này không nên giữ những quan điểm quá cố chấp cứng nhắc của mình bản mệnh có thể vô tình đắc tội với tiểu nhân mất thời gian giải quyết những rắc rối không đáng có vận trình tình duyên của tuổi này khá chắc trở khi gặp ngũ hành tương xung bạn cảm thấy chán nản không biết nên làm gì để tháo gỡ những khúc mắc với nửa kia dù đã cố hàn gắn nhưng thái độ hờ hững, lạnh nhạt của người ấy khiến bạn vô cùng nản lòng. Giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cắt tường, hồng. Tìm, quý nhân phù trợ tuất dần, mùi. 8. Tuổi mùi ngày 1 tháng 2 năm 2024 thương quan nhập cục người tuổi mùi có thể vướng phải tranh chấp với bạn bè, đồng nghiệp nguyên nhân gây mâu thuẫn có thể xuất phát từ lợi ích cá nhân hoặc vị trí trong công việc chính vì thế con giáp này cần giữ đầu óc tỉnh táo kiên định với lập trường đúng đắn của mình xung quanh bạn vẫn không thiếu những kẻ tiểu nhân ganh ghét chỉ chờ thời cơ để hãm hại quấy phá do đó bản mệnh cũng không nên lơ là gây nên lỗi sai không đáng có và tạo kẽ hở cho những kẻ xấu bụng nắm thóp công việc nên kiểm tra cẩn thận, nhất là những người làm về sổ sách, kế toán. Vận trình tình duyên của con giáp này không có nhiều biến động, thậm chí có phần ảm đạm. Người độc thân vẫn chưa thể tìm được một nửa cùng đồng hành chung bước với mình. Thế nhưng tình cảm vốn không thể gượng ép, bạn càng sốt ruột lại càng khó tìm ra nhân duyên. Giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cắt tường, trắng, vàng quý nhân phù trợ ngọ mão hợi chín tuổi thân ngày 1 tháng 2 năm 2024 được thiên tài hậu thuẫn người tuổi thân đón vận may về tiền bạc Phúc Lộc đang về với bản mệnh khi bạn biết nắm bắt lợi thế của mình để phát triển việc kinh doanh, đầu tư. Vì thế người tuổi thân nên tập trung hơn trong việc gia tăng tài sản, đừng lãng phí quá nhiều thời gian chỉ để rảnh rỗi đường công danh sự nghiệp của con giáp này cũng có bước tiến đáng kể mọi kế hoạch đã đề ra đều tiến triển như mong đợi chẳng những vậy thân còn có cơ hội để thể hiện bản thân cũng như những tài năng tiềm ẩn mà trước đây chưa có dịp để trổ tài bản mệnh hãy cố gắng và phát huy tài năng và thế mạnh của mình thật tốt nhé tuy nhiên chuyện tình cảm của bạn lại gặp nhiều sóng gió khác hẳn với những thuận lợi ở phương diện tài lộc đúng là đen tình đỏ bạc. Đôi bên không chịu đứng vào vị trí của nhau nên có thể tranh cãi xảy ra liên miên. Con giáp này cần dành thời gian một mình suy nghĩ về mối quan hệ hiện tại. Giờ tốt, 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cắt tường, bạc ánh kim. Quý nhân phù trợ thìn tí tị. 10. Tuổi dậu ngày 1 tháng 2 năm 2024 tử vi 12 con giáp hôm nay nói chính tài xuất hiện, người tuổi dậu đón nhiều tin vui liên quan tới phương diện tài chính. Ngày này công việc kinh doanh vô cùng thuận lợi. Bạn nên trân trọng các mối quan hệ và những đối tác làm ăn mà mình đang có được. Họ chính là quý nhân mang tiền tới cho bạn đó. Chẳng những vậy phương diện sự nghiệp của bạn cũng khá thuận lợi các kế hoạch dự án được tiến hành trôi chảy ngay cả những khó khăn trước đó cũng sẽ được cải thiện theo chiều hướng hiệu quả hơn tuy nhiên điều đó đồng nghĩa với việc công việc có thể trở nên bận rộn bạn sẽ càng cần phải thận trọng để không xảy ra sai sót về mặt tình cảm người tuổi dậu có thể yên tâm tới tình trạng ổn định hiện tại Tình yêu của hai bạn chẳng phải trải qua quá nhiều sóng gió nhưng vẫn nồng nàn ra diết, bạn cũng không muốn phải dùng thử thách để chứng minh tình yêu của hai người với nhau. Giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cắt tường, trắng, xám. Quý nhân phù trợ tị, sửu thìn. 11 tuổi tuất ngày 1 tháng 2 năm 2020 tư vận trình tài lộc của người tuổi Tất được dự báo có bước đột phá và rủng rỉnh khi có thực thần nâng đỡ. Những người càng đầu tư nhiều hạng mục khác nhau sẽ càng có nhiều nguồn thu đổ về trong thời gian này. Thế nhưng vẫn nên cẩn trọng với việc chi tiêu hơn. Bản mệnh đang có xu hướng mua sắm quá tay rồi đấy trong công việc bạn cũng biết vận dụng khả năng sáng tạo và sự khéo léo của mình để làm ra những thành quả tốt nhất hơn nữa tính cách hòa đồng cũng giúp tuổi này nhận được những sự trợ giúp đắc lực của đồng nghiệp xung quanh mỗi khi khó khăn đều có người cùng cáng đáng chuyện tình cảm cũng có dấu hiệu phát triển đi lên Nhờ ngũ hành thổ sinh kim nên nhân duyên khác giới của con giáp này khá tốt, vì thế người độc thân nên nhân cơ hội này để mở rộng mối quan hệ khác giới. Các cặp đôi có thể sẽ tranh cãi với nhau trong một vài vấn đề, song đây cũng là cơ hội để đôi bên thấu hiểu nhau hơn nữa. Giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cắt tường, nâu, cà phê. Quý nhân phù trợ, ngọ. Mão, dần. 12, tuổi hợi ngày 1 tháng 2 năm 2024 ngày thân hợi tương hại, người tuổi hợi được dự đoán không mấy may mắn trong hôm nay. Vận trình sa sút, bạn phải chú ý lời ăn tiếng nói cũng như từng hành động vì bạn không thể lường trước được tai họa có thể ập đến bất ngờ. Có kẻ vốn không ưa bạn vẫn luôn tìm cách gây chuyện rồi đổ lỗi cho con giáp này. Hung vận còn đeo bám hợi trên phương diện tài chính. Đường tài lộc trong ngày có dấu hiệu suy giảm cũng góp phần khiến tinh thần của bản mệnh thêm tồi tệ hơn. Tâm trạng bất an, thiếu tỉnh táo nên có thể con giáp này sẽ đưa ra quyết định sai lầm và cuối cùng là đánh mất tiền bạc có trong tay một cách đáng tiếc. May mắn là mối quan hệ gia đình của tuổi hợi rất hài hòa, Nửa kia luôn sẵn sàng lắng nghe những tâm sự của bạn nên đừng ngại ngần, hãy nói chuyện và thảo luận với người ấy để tìm ra cách giải quyết hợp lý cho mọi vấn đề trong cuộc sống lẫn công việc của bạn. Giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cắt tường, trắng, đen. Quý nhân phù trợ, mùi, mão, dần.